Xin chào mọi người, ở video trước mình đã hướng dẫn mọi người móc xong hàm móc thứ tư, một phần tai thứ hai của cáo. Và đến với video hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người thực hiện tiếp những hàm móc tiếp theo nha. Tiếp theo mình móc hàm móc thứ năm của phần tai cáo. Hàng thứ 5 mình móc toàn bộ là mũi móc đơn. Hình không tăng cũng không giảm mũi ở hàng móc này. Và khi móc xong thì mình móc mũi kết hàng. Tiếp theo đây là móc thứ 6. Hàng thứ 6 mình cũng móc toàn bộ là mũi móc đơn. Và tổng cộng mình sẽ có 15 mũi móc đơn ở hàng móc này. Cuối cùng khi móc xong thì mình móc mũi kết hàng. Lên hàng móc thứ 7. Trước tiên móc 3 mũi móc đơn. Sau đó móc 2 mũi nửa kép. Tiếp theo là 2 mũi kép đơn. Sau đó là 1 mũi kép đôi. Tiếp theo là 2 mũi kép đơn. Sau đó là 2 mũi nửa kép. Cuối cùng mình móc 3 mũi móc đơn. Sau khi móc xong thì mình móc mũi kết hàng. Và cắt len. Như vậy là mình đã xong 2 phần tai của cáo. Tiếp theo mình sẽ làm phần tai trong của cáo. Trước tiên mình sẽ lên 6 mũi bính. Sau đó móc vào đây 4 mũi nửa kép. Sau khi móc xong thì mình lên 2 mũi bính.
sau đó lật lại và móc hai mũi dài, mũi nửa kép. Tiếp theo lên hai bính và lại lật lại, rồi móc một mũi giảm, mũi nửa kép. Cuối cùng mình cắt len. Và như vậy là móc xong được phần tay trong. Mình sẽ làm tương tự và có được hai cái như thế này nha.